Chào anh em nha. Hôm nay cửa hàng mình lại về được chiếc xe chia nha anh em. Chiếc xe chia đời 2019 nha. Đây còn rất đẹp. Để mình quay một vòng cho anh em xem rồi mình sẽ quay chi tiết cho anh em coi nha. Xem coi ưng thì alo cho mình nha. Xe chia 2019 nha. Xe còn rất đẹp. Chia 2000. Chia 2019 xe bao sạch đó đẹp nha anh em. Máy móc bao zin luôn nha. Máy móc bao zin. Mâm này là mâm kiểu nha anh em. Mâm kiểu này là bây giờ thay vô là mâm ốc rồi luôn là tầm khoảng 2 triệu mấy 3 triệu á. Cặp mâm với ốc này tầm khoảng 2 triệu mấy 3 triệu á. Rồi để mình quay chi tiết cho anh em xem nha. Xe này bản số 67 nha anh em, chính chủ luôn nha. Đây, quay chi tiết cho anh em xem nha. Đây có vô mấy món đồ chơi nha anh em. Mua vô cặp mâm ốc Salaya nha. Cặp mâm với ốc Salaya này là gắn là tầm khoảng 3 triệu mấy luôn nha anh em. Mâm này rất là đẹp. Vỏ zin luôn nha anh em, vỏ zin sẽ chia. Vỏ còn dày cui luôn. Vỏ còn quá trời im luôn nha anh em. Vỏ zin theo xe luôn. Xe này là cặp mâm zin còn nha. Mâm kiểu này gắn vô mâm zin vẫn còn nha anh em. Anh em nào mua thì mình để cho anh em hai cặp luôn nha. Đưa cho anh em hai cặp luôn. Xe này còn rất đẹp, theo dầu đồ mới ton hết, chưa chạy chùa gì hết nha anh em. Xe là chưa chạy gì hết. Dàn lóc bạc của máy rất êm. Máy zin. Ốc Kobo chưa mở luôn nha. Ốc Kobo chưa mở. Dàn lóc ở trong rất đẹp. Ốc tán thì còn sáng trưng nha anh em. Đây. Ốc còn nữa nó là sáng trưng hết. Tăng con là còn dài lắm nha anh em. Xe này ít chạy lắm. Đó, dàn lóc ở trong rất là mới. Lóc bạc nè, lóc sơn đen đẹp. Ốc tán thì còn đều, còn đẹp hết nha anh em. Ốc tán còn đẹp hết. Tán. Bô có chạy tí nha nè. Có quẹt gì vô xe nào đó bị chạy tí xíu này nha. Cái này không đến nổi. Gác chân thì đẹp, không chạy chỗ gì hết. Còn dàn áo thì ok. Dàn áo thì ok nha anh em. Mâm sao là mấy mâm kiểu này là thường thường nó ưa bị cong quểnh lắm, mà xe này là không bị cong nha. Mâm này người ta mới vừa thay vô luôn nha. Mâm này mới thay vô luôn nha anh em. Rất là đẹp. Sáng trưng luôn. Cản bậm rồi là còn quá vip, không chạy chùa gì hết. Nhôm dĩa có thay rồi nha cả nhà, thay là thay lại nhôm dĩa kiểu nha, chứ không phải là hư người ta thay nha. Người ta thích thay đồ kiểu vô, nhôm dĩa zin vẫn còn luôn nha. Nhôm dĩa zin vẫn còn. Xe quá đẹp. Đời 2019 mà quá đẹp nha cả nhà. Ốc tán còn sáng trưng hết. Mắc cái che sơn này nha cả nhà. Cái này thì mắc rồi, bỏ lạc đâu rồi. Còn mấy băm zin đồ còn đầy đủ hết. Máy dữ lắm nha. Máy này whip. Máy này dữ lắm. Lóc đồ còn đẹp hết.
Rồi bây giờ mình nổ máy cho anh em nghe nha. Đây im không nha. Đây có thay máy ốc Salazar luôn nha nè. Máy ốc này mắc lắm nè. Mấy con này cũng mấy trăm ngàn á. Bốn con này cũng 300-400 ngàn gì á. Rất đẹp. Số đồ kiểu gắn vô đơn giản mà đẹp nha anh em. Xe này mới 15 ngàn mấy nha anh em. 15.800 cây. 15.800 cây. Rồi để mình thử đèn nhanh đồ đầy đủ không nha. Nhanh đầy đủ nha cả nhà. Rồi giờ mình nổ máy nha. Máy rất êm nha anh em. Quá trời êm. Máy bao êm luôn. Bây giờ là xe này là mình bán cho anh em với giá là 34 triệu nha. Anh em nào mua thì rút sang tên hồ sơ thì thêm phí nha anh em. Anh em nào sang tên rút hồ sơ thì thêm phí nha. Xe này là bán cho anh em với giá là 34 triệu. Rút hồ sơ thì thêm phí, sang tên thêm phí. Xe này là giá này là bao rẻ nha anh em. Xe đẹp mà giá này là quá rẻ luôn nha. Xe mới giờ cũng 60 mấy triệu rồi. Xe này giờ mình bán 3 mấy là rẻ, 20 mấy 30 triệu nha anh em. Quá rẻ. Xe này mình bán cho anh em thì máy móc thì mình bao zin, bảo hành cho anh em 6 tháng, bình đề bảo hành cho anh em 3 tháng. Là cái mình bao toàn bộ là xe này đồ zin hết luôn nha. Không có gì mà lô trống hết trơn, chỉ có máy ngốc Salaya với mâm đồ thôi nha. Nhưng mà máy đó thì nó còn hết nha. Máy mâm zin đồ còn theo xe hết. Là một chiếc xe là 2 cặp mâm nha. Nói cho anh em biết luôn chứ nhầm anh em không nhắn điện hỏi mình á. Nhắn tin nói với mình á là nhầm khi xe này đăng lên có vậy thôi chứ đâu có giá rẻ dữ vậy. Tại vì mình đăng lên bán cho anh em là giá rẻ rẻ không. Nhầm anh em nói là đăng cho có thôi chứ điện không có, điện mua thì không có nha. Cái này mình nói thẳng cho anh em luôn nha. Và mình đăng sao là mình bán vậy luôn nha. Đăng giá thì sao là mình bán cho anh em vậy luôn nha. Chứ mình không có vụ mà có mà mình không bán nha. Anh em nào thích thì alo mình nha. Rồi video mình đến đây kết thúc nha cả nhà. Cả nhà thấy thích video của mình thì cho mình một đăng ký, một like và một share. Và nhớ nhấn vô cái chuông để theo dõi những clip tiếp theo của mình nha.